chắc là Quốc Vinh cũng mê thể thao lắm đúng không? Thấy người rất là đô con nè. Có lẽ là không có biết là Lê Lộc có nhận ra hay không. Thực sự là mình tập trung cái phòng tập của Lê Lộc. Ủa vậy hả? Mình thấy Lê Lộc rất nhiều lần. Ôi chết rồi, bị lộ hết cả thân thể rồi. Sao em, người ta là ngôi sao, người ta vô phòng tập chúng ta phải vậy nè. Đâu có ai thấy ai nữa đâu, đi vậy gặp thấy ai đâu, đi vậy gặp thấy ai đâu. Không, ở ngoài Lê Lộc rất là bình. Vậy tại sao không thấy bạn? Tại sao không thấy người ta đẹp trai đến cỡ đó? Tại vì đâu có để ý quá. Thấy nếu mà thấy là người ta nói mình là mê trai rồi anh. Vậy là bạn mê gái đúng không Vinh? Dạ đúng rồi. Thấy một người đẹp thì phải nhìn thôi đúng không ạ? Tần số tình yêu mùa 2 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.